Bạn có nói là người nhà bạn bị ung thư đại tràng và có điều trị xạ trị, thì chắc là tôi xin đính chính một chút, có thể là thông tin nó bị mai một đi. Vì chắc là nếu xạ trị thì tôi nghĩ là đấy là ung thư trực tràng chứ không phải đại tràng. Thì cái từ này thì có thể là mình nó cũng hơi chuyên ngành. Nên nói nôm na là trực tràng là một cái đoạn ruột gần như cuối cùng của cơ thể mình. Và cái phương pháp điều trị thì sẽ là phẫu thuật, hóa chất và xạ trị. Còn đối với ung thư đại tràng thì cái vai trò của xạ trị ít được đề cập tới. Chỉ trong một số những trường hợp cụ thể khi xâm lấn vân vân, nhưng chủ yếu là phương pháp sẽ là phẫu thuật và điều trị nội khoa. Như vậy thì tôi xin đính chính một chút, theo tôi nghĩ câu hỏi của bạn sẽ là ung thư trực tràng. Cái thứ hai đó là bạn đã được người thân của bạn đã xạ trị và được 5 năm. Như vậy thì mình có thể nói đây là một cái điều trị khá là thành công. Bạn hỏi là điều trị duy trì có phải là hóa xạ trị hay không, thì tôi xin trả lời rằng là điều trị duy trì trong điều trị ung thư nói chung là một trong các phương pháp điều trị thường dành cho những cái thông thường là dành cho những trường hợp bệnh nhân ở giai đoạn di căn hoặc là tiến triển tại chỗ, sau khi đạt được những cái đáp ứng một phần, đáp ứng hoàn toàn hoặc là bệnh ổn định, người ta nhìn thấy được cái lợi ích của cái việc điều trị và người ta sẽ tiếp tục sử dụng một cái hoạt chất trong cái bộ công thức đó để tiếp tục điều trị cho đến khi bệnh tiến triển. Ví dụ những cái công thức ban đầu nó gồm 1, 2 hoặc 3 thuốc kết hợp với nhau, thì đến giai đoạn duy trì người ta chỉ dùng một hoạt chất trong cái bộ công thức đó để làm sao mà giảm thiểu các cái tác dụng phụ và vẫn duy trì được hiệu quả. Và hiện nay thì không phải tất cả các cái bệnh ung thư đều có chỉ định điều trị duy trì, và chỉ có một số các ung thư vì y học phải dựa trên những bằng chứng thì người ta không phải là cứ liên tục uống thuốc đã là tốt hơn. Thì trong những cái trường hợp là những cái loại bệnh mà có được những cái bằng chứng về việc kết quả của điều trị duy trì thì các bác sĩ sẽ sử dụng. Ví dụ như trong ung thư phổi thì người ta đã có những cái chỉ định điều trị duy trì tiếp theo với một số hoạt chất. Hoặc đối với ung thư đại tràng giai đoạn muộn, giai đoạn 4, sau khi mà đạt được những cái đáp ứng của điều trị tấn công thì sẽ có chỉ định là điều trị duy trì. Đối với trường hợp của bạn thì thực sự là sẽ không có chỉ định điều trị duy trì. Cái thứ hai nữa là cháu chỉ mổ thôi rồi xạ trị, không được uống thuốc gì thêm thì có đảm bảo hiệu quả hay không? Thì câu hỏi này thì tôi cũng xin đính chính, nó gần giống như cái câu hỏi mà tôi vừa nói với các bạn, là thường là chỉ hỏi là tôi phải kiêng gì chứ không hỏi ăn gì. Cái điều chúng ta mong mỏi là bệnh nhân được đến ở giai đoạn sớm để cái can thiệp nó ở mức độ tối thiểu để đưa bệnh nhân cái cơ hội được sống và cơ hội được trở về cuộc sống bình thường. Như vậy người thân của bạn đã có may mắn là được chẩn đoán ở giai đoạn sớm hơn, chưa phải là giai đoạn quá muộn. Cho nên các thầy thuốc cũng chỉ cần can thiệp đến là phẫu thuật phải xạ trị hoặc là chỉ cần xạ trị thôi đã đạt được yêu cầu, và bằng chứng là thành công là bạn đã, người nhà của bạn đã khỏe mạnh trong 5 năm qua. Như vậy thì cái điều chúng ta mong muốn ở đây là làm sao mà phát hiện sớm nhất để cái can thiệp đến cái người bệnh là tối thiểu, để cái chất lượng sống là tốt nhất, chứ không phải là chúng ta phải luôn luôn là bằng các cái biện pháp quá mạnh mẽ. Quan trọng nhất là giai đoạn của bạn như thế nào, và cái chỉ định thì tôi tin rằng là nếu như bạn đã đến các cái cơ sở điều trị tại các cơ sở chuyên khoa về ung bướu thì các cái điều trị sẽ được tuân thủ theo các cái hướng dẫn của Bộ Y tế và của các cái tổ chức phòng chống ung thư uy tín trên thế giới. Cho nên là cái việc mà nếu như các bác sĩ bạn đi khám định kỳ thường xuyên, các bác sĩ không thấy rằng là cần phải điều trị gì thêm thì mình hết sức là yên tâm. Còn một câu hỏi tiếp theo là hiện giờ chị cháu 33 tuổi đã điều trị xong từ tháng 8/2016, tức là được khoảng 5 năm rồi, phải không ạ? Thì có thể sinh con được chưa? Câu hỏi này rất là thú vị và tôi nghĩ là rất là nhiều người muốn biết. Thì về những cái bằng chứng, về cái chuyện là khi nào có thể sinh con thì những cái dữ liệu nó không đầy đủ. Tuy nhiên thì cách đây khoảng gần 10 năm khi tôi làm đề tài tốt nghiệp chuyên khoa 2 về vấn đề điều trị ung thư buồng trứng loại tế bào mầm, thì trong cái tài liệu có ghi rõ là người ta khuyến, người ta cũng không có được những cái số liệu chính xác, nhưng người ta khuyến khích là cái việc sinh con có thể bắt đầu sau 2 năm sau khi bệnh ổn định. Thì có lẽ là do cái mô hình bệnh tật là các cái nguy cơ tái phát di căn của cái loại bệnh ung thư buồng trứng nó thường xuất hiện trước 2 năm, nên người ta khuyến cáo là nếu như có ý định có con thì nên là sau 2 năm. Đấy là đối với ung thư buồng trứng, còn với ung thư đường tiêu hóa thì nó không đưa ra một con số cụ thể. Tuy nhiên thì tôi cũng có thể là mở rộng thêm thông tin là hiện nay với các cái phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện nay thì ngay cả bệnh nhân của chúng tôi, những bệnh nhân trẻ, những bệnh nhân trong giai đoạn sinh sản, còn độ tuổi sinh sản thì chúng tôi thường khuyên đối với nam giới là nên có thể là cất trữ tinh trùng. Chúng ta có thể là cất trữ tinh trùng trước khi vào điều trị, sau đó thì trữ đông. Sau đó thì khi bạn điều trị ổn định rồi, khi các bạn có quyết định có con chẳng hạn, thì bạn có thể sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo bằng cái tinh trùng, và trước khi được tác động bởi các cái phương pháp hóa trị. Thì thế còn cái việc mà bạn đã điều trị rồi, cái chất lượng tinh trùng đó có đảm bảo hay không thì những cái con số cụ thể nó không có những cái bằng chứng cụ thể, nhưng mà chúng ta có thể dự phòng bằng cách chúng ta có thể cất noãn, cất tinh trùng, và chúng ta nhờ các cái biện pháp hỗ trợ sinh sản thì chúng ta sẽ có được những cái thế hệ sau mà chưa hề có các cái tác động của hóa chất và xạ trị. Thì tôi nghĩ rằng là những cái sự thay đổi về nhận thức về vấn đề có tiếp tục sinh con hay không thì chúng ta còn phải ứng dụng thêm các cái chuyên ngành, các sự tiến bộ đồng hành của ngành y tế nói chung, cũng giống như là các cái sự phát triển của hỗ trợ sinh sản. Như vậy thì trong trường hợp cụ thể của bạn thì bạn nên tư vấn rất là kỹ lưỡng đối với bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa, và nếu như mà có ý định có em bé thì bạn phải khám lại, bạn phải khẳng định là cái sự ổn định
của bệnh ung thư tại thời điểm đó. Cái thứ hai là trong suốt thai kỳ thì mình sẽ phải khám xét nghiêm ngặt hơn, chúng ta phải làm những cái bộ xét nghiệm sàng lọc trước sinh mà tận cách hết sức là thận trọng hơn những cái bà mẹ khác, để làm sao để mà có được những cái kết quả điều trị mà có được những em bé như mong muốn.